Vâng, xin được gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị đang xem kênh em Trần Bình Dương nha. Thì hôm nay em lại tiếp tục mang về một mẫu xe Hyundai, mẫu xe Toyota Innova 8 phân khúc 8 chỗ ngồi để phục vụ cho quý bà con, màu ghi vàng. Thì hôm qua em có lên mấy cái mẫu Innova 215 màu vàng cát thì em đã bán rồi, 214 cũng bán rồi. Thì tiếp tục sáng nay em trao về một mẫu 2013 màu ghi vàng, nhìn đồng sơn con này nhìn rất là đẹp nha. Tình trạng của xe là khách hàng về sẵn dùng, không phải làm gì thêm, cam kết luôn. Bởi vì xe em Trường bán ra, thứ nhất là được bảo dưỡng hết toàn bộ hệ thống điện đốm, đèn kèn xi nhan đều hết rồi, cho nên khách hàng chỉ về sử dụng thôi. Bên em có bảo hành mà hư là bên em phải sửa miễn phí, cho nên em rất là quan trọng luôn, xe về là cho bảo dưỡng hết. Đối với mẫu xe 2013 này thì biển kiểm soát là 51A6687 này, em cam kết thứ nhất không đâm đụng nè, keo sùng chỉ nguyên zin. Cái thứ hai máy móc còn rất là ok, bảo hành chạy 1 năm cho quý khách hàng luôn nha. Rồi thì em xin đi vào đi một vòng quanh xe thì quý khách hàng thấy không, xe rất là đẹp nè, bình thường rất là thẳng nè, gân guốc xe nè, đó thấy cái đường tay em chỉ nữa thấy không, xe không va chạm cấn đụng nha. Nếu va chạm cấn đụng thì keo sùng chỉ sẽ mất và bình thường xe sẽ không còn thẳng nữa. Màu ghi vàng đấy, mâm đúc đồ đẹp hết. Và với đối với những dòng e thiếu này thì vẫn trang bị hệ thống phanh ABS, chống phanh bó cứng nè, phần bộ lọc thắng EBD nè, giống y như con bạn đủ nha, bạn thiếu với bạn đủ nó giống nhau từ phanh ABS, túi khí, zin theo xe, không độ chế. Nó chỉ là thiếu những cái linh tinh như là tay cửa chrome, gạt mưa sâu, cảm biến lùi thôi. Đó, thì có như sao vành mâm R14 thôi, bạn đủ thì R15. Bên em có sẵn luôn, bạn thiếu bạn đủ đầy đủ hết nha. Với khách hàng là tầm tiền nào cũng có hết, từ 175 triệu trở lên là mua được Innova rồi. Thì em hàng ngày em sẽ lên những clip xe khác nhau. Quý khách hàng nào vô tình xem được kênh của em Trường, nhớ cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Và quý khách hàng nào còn thắc mắc gì thì cứ bình luận về dưới video, em sẽ trả lời hết luôn nha. Và có cần có thêm thông tin về cái alo cho em, hoặc các bạn Zalo số điện thoại em để lên góc màn hình đó, em sẽ tư vấn hết nha. Em sẽ tư vấn luôn, không có gì đâu mà ngại ngùng nha quý khách hàng nha. Đấy, nhìn từ phía sau xe, nhìn xe rất đẹp và chắc chắn nè. Trong cái tầm tiền này nè, em nói luôn quý khách hàng, tại sao không mua một mẫu này mà phải đi mua của Innova G 2010 làm cái gì? Innova G nó đối với nó chỉ hơn con bản G, bản thiếu, không có phanh ABS, không có túi khí, nó hơn thôi. Nhưng đối với con này nó chẳng là gì cả, bởi vì con này nó hơn luôn. Em nói hơn là hơn cái thứ nhất là năm nó đời nó cao, đời 2013 đăng kiểm 1 năm, 2010 sang năm đăng kiểm còn 6 tháng. Được. Cái hơn thứ hai là chiếc này nó phơm mới, khi chạy dịch vụ là bá cháy luôn. Đó, với khách hàng mà về chạy dịch vụ là coi như là yêu thương luôn. Chạy dịch vụ là em nói là đối với mà tầm tiền này mà chưa đến 300 triệu, với khách hàng sở hữu một con phơm mới mà chạy dịch vụ ở quanh sớm mà cái mùa Tết rồi này là chạy, em nói là nó ngon khỏi nói luôn nè. Tuyệt vời. Vì thứ nhất là xe đồng sơn zin, khách hàng về sử dụng thôi đó, và sử dụng mà cạnh tranh thời buổi này, mà cạnh tranh mà đối với ví dụ như trong cái xóm của mình đi, mà có hai người hai mẫu xe, mẫu trước là mẫu cũ mà con này 20 mẫu mới này về là chắc chắn với khách hàng chạy tẹt ghê luôn, xịt khối luôn, chứ làm gì mà có cái chuyện mà đúng không, cái kia cái inox cái tiếng cho nó dán lại luôn nha. Màu ghi vàng, xe cực kỳ đẹp, đăng kiểm dài rồi nè. Rồi đó, thấy chưa, đây là hệ thống đèn zin theo xe nha. Nó hơi ngẽ màu ố vàng một xíu thôi, nhưng mà theo thời gian cái này đèn zin, em cam kết với khách hàng luôn, đèn zin có thêm đèn chiếu sáng là đèn gầm halogen, nhìn cực kỳ đẹp nè. Đó, mâm đúc nè, lớp vỏ thì còn được 80%. Đó, còn bản thiếu thì nó vành mâm sẽ R14 19570 R14 đó. Hai phần trước là hai phần đĩa, phần ABS đều hết đầy đủ nha. Bên em bán xe em Trường quay rất là dễ chịu luôn, có xe bán dĩ báo luôn, khách hàng dễ mua dễ xài. Đây gầm bể của xe đó, phía góc đầu gằn kia là số sườn của xe đó, gầm bể của xe nè, không dấu hiệu mục mọt nè, thấy chưa, em quay cận cảnh luôn, nhà mình dễ mua dễ xài. Đây nha, gầm bể của xe cam kết là không mục mọt nha, dàn chân chắc chắn, chạy không sàn lắc luôn. Xe ngay tích hợp trên gương nè, đăng kiểm đó tháng 6/2012, nhìn rất dài. Đấy, tay cửa thì sơn có gì hết. Phần này cái chiếc này em cam kết là keo sùng chỉ còn 80% nè, thấy không, đinh tán luôn nha, đẹp tuyệt vời đó, thấy chưa, quá đẹp luôn.
một túi khí bên phụ này, một túi khí bên tài kia, vô lăng củ số rất đẹp. Đây màn hình Android 9 inch nè, đó củ số nè, vô lăng là rất đẹp nha. Topic đây bởi tiệt tay, xe thì cái bộ ghế da màu nâu kem Innova nè, đấy nhìn đẹp không, ốc đinh tán luôn nè, miễn bàn đấy. Keo sừng chỉ này nha, thấy chưa, tuyệt vời luôn đó, thấy chưa. Mâm nè, Michelin nè, đó miễn bàn và chắc luôn. Tuyệt vời nha, xe không một lỗi lầm. Đinh tán của nhà sản xuất là hầu như không mất không một cái đinh nào nha. Đó. Rồi. Quá đẹp luôn, tuyệt vời ở mặt trời. Rất là rộng rãi như quý cô bác anh chị nha. Ví dụ như mình đi xe mà mình không ở sâu, mình không có chở đủ 8 người á, phía sau mình có thể gấp gọn ghế lên để vali đồ rất là rộng rãi nha. Dòng xe thì phân khúc thêm chỗ ngồi mà phụ tùng theo xe nè, đó con đổi đồ đinh tán là khỏi miễn bàn, xe cực kỳ đẹp. Nói chung cái tầm tiền này mà gửi mà chạy con này em thấy là nó ok, mình chạy nhanh lấy lại vốn nè, mà dịch vụ thì hiện tại là tình hình là cái đi lại của người dân á, hiện tại nó khá là tăng cao luôn quý vị à. Mình có thể là mua phục vụ gia đình của mình, là phục vụ gia đình của mình, rồi có thể là trong khi đó thì mình có đé đưa thêm, chạy dịch vụ đưa đón thêm hàng xóm đồ á, mình kiếm thêm cái thu nhập. Cũng như cái mùa dịch này nè, cái đi lại á rất là khó khăn, với lại sợ lây bệnh á, cho nên cái dịch vụ du lịch đang tăng rất là ok. Với lại Tết cũng sắp đến rồi, cái mùa là một năm về mà người ta em thuê xe rồi, là quý khách hàng tầm này có tiền mua xe là ok luôn á, xe rất là ổn định luôn. Lốp lép rất là mới nha, keo sùng chỉ cũng rất là đẹp nè, không có mục một nha. Đây nè, em quay cận cảnh luôn nè, thấy chưa, hốc của lốp không có mục luôn, em quay rất là ok luôn nha, xe cực kỳ nét, khách hàng là mua về sử dụng thôi đó. Và xe bên em sau khi bán ra là em sẽ, thứ nhất là sẽ cho anh em bảo dưỡng hết toàn bộ hệ thống nha, điện đài nhớt nhau là em thay mới hết luôn, với khách hàng cứ ok luôn. Nhìn rất là, em thấy khách hàng là tặng tiền này là mua mẫu này chạy rất là được. Hệ thống gương kính điện này quý khách hàng à, đó quý anh chị nhìn không, gương auto nha, kéo nè, đó đây hệ thống gương chiếu hậu của xe, túi khí nè, đầy đủ hết, đúng 2013 nha, đây Innova đời 2013 đấy, ốc đồ ít đồ chưa tháo gì hết. Rồi bây giờ em xíu mời quý khách hàng cùng em nổ máy chiếc này lên nha, nổ máy lên nè. Đó. Quý khách hàng thấy không? Fan ABS đầy đủ nè, em chỉ với khách hàng nè. Đó. Fan ABS nè. Thấy chưa? Bóng túi bóng khí vô đầy đủ hết nha. Màn hình Android luôn nè. Thấy chưa? Rồi. Màn hình Android 9 inch nè. Đó, đẹp tuyệt vời. Rồi. Bây giờ em xin mời tất cả quý bác cùng em mình tham quan qua cái con máy của cái động của chiếc Innova này nha. Đây là con động cơ của em đang cho nổ máy luôn, Innova 2013 đó, bên em trường chào bán với giá là 289 triệu đồng, bao vận chuyển xe toàn quốc cho quý khách hàng luôn, có thương lượng khi xem xe và bán nhanh cho những anh em nào thiện chí, bên em bán rất là nhanh nha, bên em cũng bán nhanh luôn, không có từ kiện với khách hàng đâu. Rồi Innova 2013 đây, xe rất đẹp, trang sùng chỉ còn trên 90%, đấy tem mát đồ này đủ hết nè, đó logo Toyota, có nghĩa là cái bô này còn zin nè,
Em xong rồi. Trời ơi, những cái thanh dằn của xe này chưa có dấu hiệu đâm quen bóp méo nha, vẫn còn zin hết. Cửa hàng xem những cái đinh tán nè, đó đinh tán nó vẫn còn, có nghĩa là xe này chưa có bị va chạm, chưa làm đồng sơn gì hết, thì rất đẹp. Đây nè, đinh tán của xe nè, đó nhìn nè, thấy chưa, thanh dằn trước của xe nè, thấy chưa, có nghĩa là những chiếc xe này còn zin, thanh dằn này còn zin, chưa động. Đây nè, bình vọng là mới hết nha, hệ thống bên này bê chống bên bơ cứng cây bóng bánh nè, máy móc cô đét sạch sẽ nè. Đây, qua con xe nó qua thời gian sử dụng thì nói chung nó xe nó 2013 thì nó mới phần nào thôi nha, nhiều khách hàng đừng có lầm tưởng đồ nó mới keng như trong cái tiềm thức suy nghĩ của mình, thì lúc nào cái con người mình lúc này nó cũng muốn cái sự hoàn hảo á, cho nên quý khách hàng lưu ý giùm em là tầm tiền này thì xe nó tầm này thôi đó, tầm này là rất là ngon rồi, cho nên khách hàng cứ yên tâm đi. Đó, máy móc khô nè, sạch sẽ từng chi tiết nha, không có máy mà không có nhớt nheo rồi chảy ra bên ngoài đâu nha. Đó, máy móc nè, thấy chưa, cô nén sạch sẽ rồi, máy đang nổ luôn, ưng luôn thị thành. Quý khách hàng nào mà vô tình xem được kênh của em, nhớ em xin cho em một nút like, một nút đăng ký kênh và ấn nút quả chuông góc bên phải màn hình để tiện cho việc theo dõi những video clip tiếp theo nha. Sau khi mà em quay mua được xe, sẽ quay clip up lên kênh thì nó báo vào điện thoại nhà mình để mình xem. Và có những chỗ nào mà chưa hài lòng hay là chưa hài lòng về chiếc xe hay là cần thắc mắc gì, cứ bạn bình luận phía dưới video để em sẽ trao đổi và trả lời bình luận đó luôn. Và quý khách hàng mà quan tâm mẫu xe nào thì cứ alo cho em, số điện thoại em để trên bài viết luôn. Bên em nhận thu mua trao đổi các dòng ô tô từ 4-7 chỗ. Quý khách hàng có nhu cầu đổi xe nhỏ lên xe to hoặc xe to về xe nhỏ thì cứ alo trực tiếp cho em, bên em nhận hết. Và đặc biệt bên em tuyển cộng tác viên buôn bán xe toàn quốc luôn. Quý khách hàng nào mà giới thiệu bên em mua hoặc bán được xe thì bên em chỉ gửi tiền cà phê từ 3-5 triệu đồng tiền cà phê nha. Đó, nói rõ ràng luôn, không có gì phải giấu gì hết á, thoải mái luôn. Đó, rồi hẹn gặp lại quý cô bác vào những video clip sau.